cho tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Thầy Thành Cách. Hôm nay thì Thành PATE sẽ hướng dẫn như làm kem hết. Ủa, anh hướng dẫn hả? Chứ ai? Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ chất môi. Và sau đó chúng ta hãy nhìn trên bàn ra rất là nhiều đồ phải không? Đây là để đựng hỗn hợp dung dịch làm kem. Có dung dịch luôn. Đây là khay kem, các bạn có thể mua ở đâu cũng được, ngoài chợ siêu thị cũng được. Phần kem. Và đây chính là thành phần chính, bột sô cô la làm kem. Còn đây là sữa, đây là sữa. Sữa tươi mà không đường nha. Ai mà mua có đường là xe bét. Rồi, chúng ta chuẩn bị vô thôi. Ê, thiếu gì không? Không có đồ quấy mà. Cái muỗng. Ok, muỗng đâu? Thèm thèm thèm, gì cũng có. Gì cũng có. Này gì cũng có. Để màu đi. Châu luôn. Đây cái muỗng màu cho nó đẹp. Màu xanh á, lấy màu xanh nước biển. Sao lấy xanh này ở xanh nước biển? Đòi hỏi quá à. Mình thích đèo bầm vậy. Đây, đây là cái muỗng xanh biển. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ 200ml sữa vào tới đây nè. Ấp vào nha. Yeah. Thêm miếng nữa, thêm miếng nữa. Yeah. Các bạn nhớ là đổ 200ml sữa như đây, ít thôi nha. Nhiều quá thì nó sẽ bị loãng mùi sô cô la, sẽ không ngon như mùi sữa không ạ. Lạc quá. Rồi, bước tiếp theo. Cho bột vô. Hôi cái thành phần bột kem ra. Các bạn nhớ là bột kem nha, trong siêu thị có bán hết, đầy đủ hết. Muốn mua gì có hết. Quan trọng là có tiền hay không. Có này mua như nhớ không? Không nhớ. Phải đặt, phải đặt bên đều. Rồi. Người ta gọi cái này là quá trình bốc hợp, đập hợp. Trời khui kỹ quá vậy. Trời xé tới tận cùng thế giới luôn á. Được rồi, được rồi. Trời ơi. Để cho xong. Này cho hết luôn hả? Ừ, em thuộc hết vô đây luôn. Xé luôn cái hướng dẫn của người ta. Em hết biết đường nấu luôn. Thôi là nhớ. Đổ vô hết, rồi. Chương trình khuấy bắt đầu. Khuấy đi, khuấy đi. Khuấy nhanh lên. Từ từ. Khuấy đều quá, người ta gọi là khuấy đều quá. Phải để người ta tập trung. Từ từ. Nó mới đều được nè, đều rồi nè. Yeah. Chương trình khéo tay hay là. Cái này có mùi mặt hà nữa chứ không có sô-cô-la không. Đâu. Nè. Từ xa nó hửi được rồi. Từ xa thôi. Hửi được từ xa luôn. Khuấy đều nha các bạn. Rất là đều. Rất là đều luôn. Cho nó thành một cái gọi là không còn thấy bột sô-cô-la đâu luôn. Nó phải là một hoàn toàn là nước. Dung dịch hỗn hợp. Carbon sinonosinic Panasonic. Cái gì vậy? Càng càng thàm luôn á, đầu ra có bao nhiêu cái này nữa. Carbon sinonosinic cái gì vậy? Hôm nay hồi đó không có học giỏi. Biết không? Hóa. Biết không, biết không, biết không? Hóa học chứ mày quá học. Hóa học. Ok, rồi. Tròn vành rõ chữ rồi đó. Được rồi, chưa, được chưa, được chưa, được chưa. Được rồi đó. Lên mọt luôn mình. Ok, ok. Ok. Bây giờ đều rồi nè. Bỏ vô đây. Đúng rồi. Ủa sao thấy cái đó ít quá vậy? Không, đủ quá. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm sữa vô cho nó nhiều nhiều chút. Thấp thôi, cao quá, nó dằn tứ tung nữa. À, à. Rồi, được rồi. Mình phải quý trọng. Nhìn cái màu đẹp quá kìa. Bây giờ chúng ta sẽ quậy tiếp nha. Khuấy chứ không phải quậy. Khuấy, khuấy đều. Khuấy đều. Cái gì vậy? Nhìn chó gõ hả? Để nhìn cái màu. Nhìn cái màu của nó. Đừng có để ý thích đợi thôi. Này không nhờ mình qua phiên bản đặc biệt hả? Ừ, phiên bản tự dạch á. Thấy ngờ rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Quá đẹp. Muốn ngồi mắt tôi luôn rồi. Là mất cái mí luôn. Mất bà mới con mắt luôn rồi. Gì vậy man? Không, tự nhiên thấy mắc cười. Cười như một con bệnh dại vậy man. Tức quá mà. Tức quá. Làm hoài. Được rồi. Tao không bỏ trái cây vô cho nó ngon. Bây giờ, hạn chế mình sẽ sống rồi. Không ai nhìn được đây. Đây. Các bạn nhớ là khuấy đều nhưng mà không được cười nha. Sợ dân nước hả? Rồi, được rồi. Nhìn màu đẹp
tuyệt đối là lỏng luôn nha các bạn, không được sạch sợ. Đặng không đi luôn tí. Khoan. Còn sợ nè. Phải đều lên nha các bạn không phải đều. Rồi cái chuyện đi, rồi cái chuyện mai đi, chuyện bánh cá. Sai bét luôn á. Sai bét luôn. Đúng lắm rồi nè, đúng bét rồi, sai bét. Chúng ta có thể mua cái này về làm kem để bán cho hàng xóm và các đứa em. Mấy cái này mà mua về mà làm kem á là chỉ có bán cho những con người như thế này. Bán rẻ, ví dụ có bán được bán cây Merino gì, tại vì mình lời gì đó. Mười mấy ngàn cây quá không? Giờ mình mua đi, bán 5.000 cây là mình lời. 2.000 cây. Biết không? Rồi. Cuối cùng thì nó cũng lỏng le, lỏng lét rồi các bạn. Rồi, bỏ vô đi. Đổ đầy luôn hả? Không, đổ đây, cái này nè. Đổ tới cái mức này nè. Cái mức này nè các bạn. Đổ đầy quá là nó dính vô cái cây không ngon. Đừng có nghiêng đổ ra ngoài bây giờ. Sao rồi? 2 cây. 2 cây rưỡi. Chúng ta được 2 cây rưỡi. Trời, sai bét luôn. Sai bét rồi các bạn ơi. Cái bọc kia là sữa. Thôi. Đây à? Đổ vô lại. Đổ vô lại chúng ta làm tiếp. Làm gì? Đổ sữa vô khoái tiếp. Sau một hồi làm sai bét như thế này thì phải đổ vô lại để mà đổ sữa vô tiếp. Để cho đủ 4 cây. Rồi. Thôi. Trời. Đổ cho kịp phụ vụ năm sau. Đổ cho kịp tiếng đò cao lãnh má ơi. Giờ ra được cái màu Milo. Sáng hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Có cần bỏ thêm đường không? Thôi được rồi, nó thấy, ngọt lắm. Thấy nó lạc ngon lắm luôn á. Rồi. Ngon á. Ăn cho kịp mùa thu năm sau hả ba? Rồi, bây giờ thêm chế vô đi. Đừng có quậy mạnh quá, mày nhẹ thôi, tư tung bây giờ. Sau một hồi làm sai bé thì chúng ta sẽ làm lại. Được chưa? Chưa, thêm miếng hả? Thêm miếng. Ai? Tới bên đây. Cái này chắc chắn là đủ luôn á các bạn. Chắc không? Chắc luôn. À! Lo cho cái mùa thu năm sau hả man? Đây, đây. Ngon quá. Ê. Thấy chưa? Ghê vậy? Tuyệt đối chắc chắn luôn mà. Đâu đều dữ ta. Không có trái cây. Khi mà đổ đủ. Bỏ gì vui. Thôi được. Bỏ kẹo vui. Sô-cô-la không cần kẹo. Chúng ta có thể mua nhiều mùi hương như là kem dâu hay là kem gì đó đủ thứ luôn. Bỏ qua siêu thị á. Nhưng mà sô-cô-la thì không thể. Ê. Thôi. Em. Thì lỡ rồi cho mọi thứ. Lỡ. Rồi. Bây giờ đậy nắp lại nha. Cho nên cho em nhìn không? Được. Kẹo dẻo đi. Đậy nắp rồi. Kẹo dẻo đi. Đậy nắp lại các bạn ơi. Bãi. Rồi. Khi mà chúng ta xong như vậy rồi đó. Chúng ta bỏ tủ lạnh. Chúng ta sẽ bỏ tủ lạnh khoảng 40 tiếng. Ê quên. Khoảng 4 tiếng thôi. Để cho đông cho tới mùa thu năm ngoái luôn đi. Năm trước luôn. Rồi các bạn bỏ tủ lạnh 4 tiếng nha. 3 tới 4 tiếng là nó sẽ thành cái kem Melilla Salamate. Rồi chúng ta sẽ lấy ra chúng ta thưởng thức. Lúc thì ông nói 40 phút, lúc thì ông nói 3-4 tiếng. Thương hiệu kem này đặc biệt là Ina Supernomaskanamalaisnomate. Rồi, dạ, bỏ tôi làm, đi. Trời, bữa nay học mình bị ông sụt kem cũng nhắc mặt luôn. Nói gì không hiểu gì vậy. Kem đâu rồi, lâu quá mấy ba. Kem đây. Đâu? Ủa? Kem đâu? Ủa đâu rồi? Biết. Mới đem lên giỏi vậy. Đây kem đây. Hình như nó trống thiếu cái gì nhờ. Thiếu cái gì nhờ. Ăn kem sô-cô-la mà không có sô-cô-la. Sao là sô-cô-la được. Sô-cô-la đây ngồi. Thàn. Nhưng mà phải để cho nó đẹp lên. Để không nó dơ cái bòn của chúng ta. Đó. Để lên, để kem lên. Đập kem có mấy tiếng, cái giọng con nó bị éo éo vậy luôn. Tại vì biết sao không? Sắp tới nó tràn cái bàn nó dơ. Rồi. Với cái bàn tay éo éo như thì chắc chắn nó dơ. Ok, bây giờ đã đầy đủ xúc xúc loa và kem xúc loa. Cái thuốc vô mở ra thôi. Ủa.
Ôi. À, ôi. Các bạn. Lấy đủ 4 cái kem da rồi. Thì Nhi là một người khéo tay hay làm của nợ này kích, cho nên là Nhi sẽ không trang trí cái kem này. Đây, đây là cây của Nhi, bây giờ Nhi sẽ xịt trước, sau đó Nhi sẽ trang trí kẹo cốm sau. Rồi, thôi. Cho chưa cho nó chạy chảy hay hơi xuống. Kem này ông ngoài không có bán đâu các bạn ơi. Đương nhiên kem này là kích làm độc quyền, làm sao mà ai cũng bán. Ai cũng ăn thì liên hệ để được kích. Mua kem với giá 699.000 có thể trả góp 0%, không lãi suất. Không lãi suất nha các bạn. Một cái kem chỉ có 999.000. Gì một kem mà chả góp luôn chả. Có luôn các bạn. Cái kem của Nhi xong rồi, giờ tới kem của Nhi. Bây giờ cái kem lên một chút rồi. Để tránh. Thôi. Đây, Nhi có một cái hũ kẹo cốm rất là cưng. Bây giờ Nhi sẽ rắc lên cái kem của Nhi. Miếng xíu. Xíu. Hả? Đó, cho nó chảy qua nè các bạn. Đó, các bạn thấy đúng điên nghệ không? Giống như cặp chảo. Giống kiểu chiên cá. Đó. Rồi. Giờ vậy, vậy thôi hả? Giờ hai đứa mình sẽ lém miếng vào. Chia sẻ cho mọi người ăn miếng. Ê, diễn. Ai ăn không, ai ăn không? Mầm. Ngon quá. Cái kẹo cái gì đó? À, cái kem. Nhìn thấy cái kẹo quá má. Mình để hơi nhiều sữa. Lúc đầu á. Em thấy gì nó ngon á. Chưa từng thấy ngon. Cái nhiều mùi sô-cô-la quá, nó toàn bạc hà, mà tại này là sô-cô-la bạc hà. Nó có hai mùi bạc hà nữa các bạn. Các bạn có thể tự mua về và làm như tụi mình nha. Ngoài ra nó còn có cái này là sô-cô-la đúng không? Sô-cô-la bạc hà, ngoài ra nó còn có hương vị dâu nữa. Đa phần cách làm rất là dễ làm, các bạn có thể tự tìm mua ở siêu thị hoặc là những tiệm tạp quá lớn nha. Trời ơi, bây giờ thì kết thúc video thôi. Các bạn nhớ like, share và subscribe để ngừng lại để nhớ